Yến Oanh xin kính chào quý vị khán giả, quý cô chú anh chị. Trước mắt Yến Oanh hiện tại đang là căn biệt thự N3, một trong những căn biệt thự được thiết kế đẹp nhất, nằm trên trục đường chính của quần thể biệt thự Villa Park thuộc đường Bưng Ông Hoàng, phường Phú Hữu, quận 9. Để xem cái căn biệt thự này đẹp như thế nào thì Yến Oanh xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Oanh bước vào trong, chúng ta tham quan căn biệt thự này nhé. Căn biệt thự N3 được thiết kế theo dạng biệt thự đơn lập. Tổng diện tích đất xây dựng là 341m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 592m2. Mỗi bên hông được quy hoạch chừa ra 2m để làm khoảng xanh. Bên trái của căn N3 đây chính là khu vực công viên trung tâm với đầy đủ các tiện ích như là hồ bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em và khu vực BBQ. Rất gần và rất tiện với căn biệt thự này quý vị ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, với thiết kế một trệt một lửng hai lầu, những cái phần tường bình thường đã được bỏ đi và thay vào đó là những cái cửa kính sát đất, tạo cho độ cao trần rất cao và không gian thông thoáng cho căn N3 này. Ngoài cái gara ra thì cỡ tầng trệt chúng ta có thể thiết kế thành một phòng khách, một phòng ngủ nhỏ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh rất là thông thoáng. Ngoài ra thì chúng ta có thể có hai phần cửa, một để ra phía sau và một phần cửa chúng ta có thể đi thẳng ra khu vực công viên. Không gian bên ngoài kia đây chính là hồ bơi trung tâm của khu dự án Villa Park, cũng như là khu vực phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em và khu BBQ, cộng thêm là có một cái bờ sông nhỏ ở khu vực này. Thành ra là đứng ở cái căn N3, quý vị có thể nhìn thẳng ra khu vực chung, rất là thoáng mát. Không gian tầng 2 rất là rộng rãi, được thiết kế với 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 3 ban công, nhìn trực diện ra khu vực đường chính cũng như là khu vực sinh hoạt chung với các hệ thống cửa sổ sát đất để lấy sáng và lấy gió. Khu vực sân thượng là nơi mà Oanh thích nhất. Đứng ở đây chúng ta có thể tận hưởng được những cái luồng gió mang hơi nước và hương hoa sứ rất là dễ chịu. Cũng từ đây chúng ta có thể tận hưởng được toàn cảnh khu vực đường chính, công viên và kiến trúc của những ngôi nhà xinh đẹp nằm trong khu quần thể biệt thự này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng Yến Oanh tham quan căn biệt thự N3. Nếu có nhu cầu tham quan căn biệt thự này cũng như tất cả các căn biệt thự khác của quần thể khu biệt thự MAK quận 9, quý vị và các bạn có thể liên hệ đến đội Core Team biệt thự của công ty ERA Việt Nam. Xin cảm ơn và chúc quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc.